Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục do phòng biên tập thông tin điện tử thực hiện. Thưa quý vị, xe ô tô hết niên hạn sử dụng, chở vật liệu cồng kềnh, xe hết đát đưa đón học sinh được ví như những hung thần đường phố và đã bị các cơ quan chức năng cấm lưu hành. Mặc dù vậy, thời gian gần đây, các loại xe này đang xuất hiện trở lại ngày một nhiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây bức xúc cho người dân và phương tiện tham gia giao thông. Tham gia giao thông hàng ngày, không khó để bắt gặp hình ảnh những xe ô tô hết niên hạn, y ạch lưu thông trên đường. Từ các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện đến đường D, đều dễ dàng nhận ra những xe có hình dạng cũ kỹ, chở đủ loại hàng hóa, từ vật liệu xây dựng đến những tấm tôn, thanh sắt dài, vượt quá thùng xe. Tai nạn do những hung thần này gây ra không phải là ít và đều rất thương tâm, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Mặc dù bị phản đối, lên án gay gắt và bị lực lượng chức năng cấm lưu hành, nhưng thời gian gần đây, hình thức chở vật liệu xây dựng mất an toàn như trên đang xuất hiện trở lại và hoạt động khá ngang nhiên. Thường những xe này tập trung nhiều nhất ở các đại lý chuyên cung cấp cát đá sắt thép vật liệu xây dựng. Các loại xe này đều không được đăng ký đăng kiểm, thậm chí thiếu các điều kiện an toàn tối thiểu như đèn còi theo quy định. Được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, song có thể thấy việc xử lý xe hết đát mới chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề. Bất chấp quy định của pháp luật, nhiều chủ xe vẫn ngang nhiên sử dụng. Theo nghị định 100, kể cả quá một ngày hay là 7 ngày, cái việc cứ quá một ngày trở lên đến dưới một tháng là chúng tôi sẽ xử lý. Không chỉ là mối nguy hại trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, mà nhiều chủ phương tiện vì lợi ích vẫn tự ý sang nhượng ô tô khách sắp hết hạn sử dụng hoặc đã hết niên hạn, chuyển đổi mục đích sử dụng từ kinh doanh vận tải sang đưa đón học sinh. Qua ghi nhận hiện nay, tại một số trường học trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực nông thôn, vẫn còn tình trạng sử dụng xe hết niên hạn sử dụng, xe hết kiểm định để đưa đón học sinh. Có thể thấy phần lớn các xe đều đã cũ nát, rệu rã, ghế ngồi bị hoán cải với mục đích để chở được nhiều học sinh nhất và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất an toàn. Xe hết niên hạn sử dụng hoặc chưa được kiểm định an toàn là hiểm họa được báo trước, nhưng dường như điều này chưa đủ để làm cho nhiều người sợ nên xe quá đắt vẫn còn đất sống. Mối nguy từ tình trạng xe hết niên hạn sử dụng vẫn lưu thông là điều thấy rõ, nhưng nếu chỉ trông chờ vào sự tự giác của chủ phương tiện sẽ rất khó kiểm soát và cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Tới đây, mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.